Rồi hiện tại là mình đang ở lóc nhà Y7 nha cả nhà. Y7 là cái lóc này là có lóc nhà của Nhân á, Nhân có căn. Thì ở đây là công viên Kỳ Quan. Thì Nhân giới thiệu cho cả nhà mình một lô ngang 4m, dài 19m, với cái giá rất là ok, rất là hợp lý. Là từ ngoài công viên Kỳ Quan mình đi thẳng vào đây khoảng 150m thôi. Thì ở đây là mình sẽ có một cái lô là Y7.3. Thì kế bên là mình có một cái nhà Y7.3. À, Nhân xin nhắc lại là diện tích ngang 4m, dài 19m và hướng chánh đông. Thì ai mình thuộc đông tứ trạch thì sẽ mua lô này rất là tốt, hoặc là mình không có coi hướng thì rất là tốt bởi vì nó nắng sáng. Cái giá là 760 triệu. Rồi Nhân xin nhắc lại nha, Y7 lô số 3 thì 4x19, cái giá là 760 triệu, cái giá rất là hợp lý. Tại vì lúc đang sốt thì những cái lô mà thiết kế vào đây là Nhân bán tới 420 thôi, 44 cũng 419 thôi, nhưng mà cái giá là nó tới 820 830. Mà bây giờ thì cái thị trường là nó đang trầm lắng lại, cho nên là khách hàng gửi cái giá rất là tốt, chỉ có 760 triệu thôi. Và cái vị trí đó là đầu tư là ăn chắc rồi, tại vì mình nằm ở cái cạnh cái cửa ngõ để đi vào cái khu điện âm. Thì tất cả những dân cư ở trong khu điện âm mà đi vào nhà của họ thì bắt buộc họ phải đi ngang mình đó. Từ ngoài đó là mình chạy 150m thôi là mình tới công viên Kỳ Quan luôn. Và là trong đó là mình nhìn ra thấy công viên Kỳ Quan. Tại bây giờ rất là nắng luôn cả nhà, 12 giờ trưa kinh khủng luôn. Rồi cả nhà mình ai muốn mua lô đó thì cứ alo cho Nhân nha. Cái lô đó thì mình sẽ khoảng 2 tháng mấy 3 tháng nữa là mình có sổ rồi, cho nên là bây giờ mình mua là rất là tốt. Khi mà có sổ rồi mình bán là chắc ăn là có lời rồi. Nói chung bây giờ là cái thị trường của mình đó là một cái cơ hội rất là tốt để mình mua được những cái lô cái giá nó rất là vừa phải, phải nói là rất là vừa phải, rất là hợp lý để mình đầu tư. Mình chờ cơ hội là cuối năm hoặc là đầu năm sau nó sốt lại là mình buôn hàng ra là rất là dễ dàng. Rồi cả nhà mình ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh của Nhân nha, để có thể là xem những cái đô sau rồi có cái chất nền nhà phố rồi đó mà hợp lý với mình thì mình cứ alo cho Nhân tư vấn. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.